Rồi, okay, xin chào các bác. Thì đây là cái con máy mà hôm trước em bị cháo nhá các bác nhá. Thì vốn dĩ em định thay mỗi cái kính này thôi, kính cam này thôi, để mà sau đó thì bán lại cho các bác luôn. Nhưng mà cũng tò mò cho nên là mặc dù đã thay kính cam rồi nhưng mà em vẫn muốn tháo ra để xem được trong là cái bên trong ấy nó có vấn đề gì không. Thì đây em vừa với khò ra rồi đây. Khò ra rồi và bây giờ em sẽ tháo nó ra cho bác xem. Thì đương nhiên là cái lắp lưng này là cái lắp lưng không phải là zin theo máy rồi, bỏ qua. Đó, bỏ qua nhé các bác nhé. Thì đây em sẽ tháo hẳn ra. Thì sơ qua em nhìn đấy thì là con máy này cũng không phải là con máy đểu. Ý là các ốc này đều là ốc zin hết các bác nhé. Zin nguyên bản đấy, không phải là ốc thay thế, vẫn là ốc zin của V60 luôn. Đấy, và cục pin thế, cục pin vẫn là pin zin nhé các bác nhé. Đấy, thì em cứ tháo ra. Tháo tung ra xem cho nó đâu. À, để xem là con máy này nó có vấn đề gì không thôi. Ví dụ còn cái buồng tản nhiệt hay không các thứ đấy. Thì các bác nếu có mua lại con máy này thì cho các bác yên tâm là nó vẫn dùng được. Đây. Các bác đợi chút nhé. Em sẽ từ từ tháo cho nó xem thế nào. Đấy, ốc nó vẫn là ốc xịn các bác nhé, ốc xịn luôn. Và cái keo này, cái keo viền vẫn là dùng cái keo, dùng cái gioăng xịn nhé các bác nhé, gioăng xịn cho nên nó mới còn áp suất như cái clip trước em đã làm ấy. Thì sau khi em tháo như này rồi thì đương nhiên nó sẽ mất áp suất, em sẽ không dựng lại áp suất nữa. À, cũng nói thêm nữa là cái cổng sạc ấy, cái cổng sạc ấy thì là em cũng cũng đã vệ sinh lại rồi các nhá, thì nó vẫn còn ngon đấy. Đây, tháo hết cái này ra, tháo pin ra đấy. Thì con này cũng có vẻ là có thể trước đây là đã từng fix chân sạc cái gì đấy. Thì đây các bác có thể thấy này, cái cục pin này vẫn là pin zin nhé các bác nhé. Đây, vẫn là pin zin còn rất là cứng cáp. Đấy, vẫn em thấy có vẻ dùng vẫn là rất là ngon, không vấn đề gì. Và em cũng đã dùng được một ít thời gian rồi, thấy là cái cục pin này vẫn không vấn đề gì các bạn, cục pin ngon lắm. Để em tháo cái cục pin ra xem nào, có tháo được không. Đó, tháo được. Có một chắn là chắc chắn các bạn, cứ tháo hẳn ra xem là có bị thay thế gì không. Đó. Đây thì các bác đấy, có thấy rồi đấy. À, cục pin này vẫn là pin zin theo nó này, vì không có cái miếng 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 dán thêm. Thì em nghĩ là vẫn là pin zin thôi. Đây. Và cả cái phần này nữa. Đấy. Cái này cũng còn nguyên cái miếng miếng siêu ở cái ấy các bác. Còn nguyên cái miếng siêu ở cái mic. Và đây các bác có thấy được này, đây là cái đây là cái chân sạc. Thì như em nhìn thấy ở đây này, em có nhìn thấy không, thì như cái chân sạc này thì vẫn là cái sạc zin các bác nhé. Đây vẫn là chân sạc zin, không phải là cái chân sạc mà đã fix chân sạc nhé. Fix chân sạc sẽ không còn lớp keo xịn này đâu, không còn lớp keo đẹp như này đâu. Đấy, thì em đánh giá là cái cụm sạc này vẫn là sạc zin nhé các bác nhé. Và em đã vệ sinh cái cụm sạc này rồi thì em thấy là nó lại ngon rồi. Nó ý là nó không phải ngon hẳn rất là đẹp nhưng mà nó vẫn là ngon, nó vẫn dùng được. Ví dụ như cả máy tính nó vẫn ok, cắm sạc nhanh 18W hay là 25W vẫn ok bình thường nha bác nhé. Đấy, thì vẫn là ngon. Thì đấy, thì nói chung là cái con máy này nó chỉ là bản T-Mobile thôi, và cái phần kính cam thì nó xước tí thôi, thì em sẽ thay bằng cái kính cam khác. Tuy nhiên ấy, thì cái main này nó là cái main screen các bác nhé, thì em sẽ hoàn toàn em thay thế luôn cái main này luôn. Tại vì em đang có một cái main T-Mobile ở đây. Đây, có số email ở đàng hoàng nhé. Có số email này, và thay luôn cả cái lắp lưng T-Mobile này sang luôn các bác nhé. Cái lắp lưng này thì nó sẽ không không được phải đẹp mỹ mãn cho lắm, không đẹp. Nó cũng bình thường thôi. Và cái kính cam cũng không phải là nét tưng cho lắm, nhưng mà ý là nó vẫn dùng được. Nó vẫn khá là ngon, chụp ảnh nó không ảnh hưởng đến chất lượng, cho nên là em sẽ thay thay nguyên cái kính cam này sang, nguyên cái lắp lưng này sang này các bác này,
không nhấn luôn này sang nhé. Đấy, và em sẽ test cho các bác xem đây là cái đây, tại vì cái con T-Mobile này thì màn hình nó đang lỗi, thì em sẽ cho các bác xem đây số email này, đấy, số email này đấy, bình thường nhé, à chuẩn email nhé. Và hình như con này còn biết con L1 không, à con này thì L3 thôi, con này L3 thôi đấy. Ok thì em sẽ thay cái main này sang bên này để thì sau này em sẽ bán, thì bảo đảm cho các bác là cái main của con này và chức năng, tất cả chức năng của main con này thì đều ok hết các bác nhé, ok hết luôn, đều ngon hết nha các bác nhé. Đấy thì đây em sẽ tháo hẳn cái main này ra xem là nó còn cái miếng tản nhiệt không các bác nhé. Đâu rồi cái đấy, coi như là em chỉ lấy cái bộ màn của con này, lấy bộ màn và cái bộ bộ màn rồi pin đấy, lấy bộ màn đây ok các bác nhé. Đây thì main này, main của nó vẫn là main zin đấy các bác nhé, vẫn dùng được. Thì con này em mục đích em ở nhà để em test chân sạc các thứ, thì thôi để cái bàn screen ở nhà test chân sạc thôi, còn sẽ thay thay cho các bác cái main zin của T-Mobile vào các bác nhé. Đây thì đây vẫn còn miếng cái tản nhiệt đây nhá, miếng tản nhiệt đồng đây, và em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của cái khung này nó sẽ còn như nào. Đây thì cạnh dưới đây các bác, cạnh dưới còn khá đẹp các bác nhé. Đấy, nó cũng không 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 xấu đâu. Đấy, cạnh dưới này, cạnh trái này, đấy, còn rất đẹp luôn đấy. À, không không có xước nhiều đâu, cũng chả gần như không xước luôn đấy, một chấm bé tí đây thôi. Đấy, và cạnh trên cũng thế, cũng rất đẹp. Đó. Và đây là cạnh phải cũng thế, rất đẹp, nó không có cần móp gì to luôn nhé, chỉ có xước phẩy phẩy nhẹ xíu thôi. Ngay cả cái viền benzen này cũng thế, viền CNC này thế. Đây chỉ có hai cái vết chấm ở đây. Rất bé ở đây thôi. Đấy. Chút cái viền này, cái khung này còn đẹp nhé các bác nhé. Và quan trọng là cái đây cái màn hình cho các bác xem. Thì màn hình này ấy, thì cũng bảo đảm cho các bác là không hề có ám ố gì nhé các bác nhé, không hề có ám ố gì, em đã test kỹ rồi. Nó cũng đương nhiên nó cũng sẽ hơi 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 vàng vàng ở ở ở cái phần trên ấy, như bao clip em nói, nhưng mà không vấn đề gì các bác nhé, nó vẫn là cái màn hình mà không bị lưu ảnh gì cả. Thì đây là cái mặt trước nhé, mặt trước thì nó có xước đấy, hay quan hệ rồi đấy, mặt trước thì có xước nha con nhé, đó. Đó, mặt trước thì có xước nha con nhé, đấy, mặt trước thì có xước. Tuy nhiên thì em sẽ bán con này giá rẻ thôi, thì các bác về em nghĩ chả cần phải dán gì đâu, chả cần dán gì để dùng trần đấy cho nó sướng. Đấy, và bác nào thích dán thì cũng được thôi, chả sao, em vẫn còn bán miếng dán các bác nhé. Đấy thì ok, em sẽ lấy cái main từ cái máy này, em sẽ bóc và em bỏ sang bên này, thì quá trình đấy em sẽ không 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 quay clip nữa, thì sẽ bảo đảm cho các bác là cái số email cái thứ cái còn hết nhé, em vừa nói ở clip trên rồi đấy, ở đằng trước clip ấy các thứ là em sẽ làm lại hết và thay luôn cả cái lớp lưng sang, lớp xịn sang luôn các bác nhé. Đấy các bác yên tâm, dù cái máy này thì vẫn bình thường thôi, ok các bác nhé. Rồi ok, xin chào các bác, thì cũng không định quay thêm đâu, nhưng mà do vừa rồi em thay cái main T-Mobile cho cái main screen này, thì cái main screen này đây em đã tháo ra rồi, thì nó vẫn là cái main ngon thôi, tuy nhiên thì nó là bản screen nhé các bác nhé. Thì em sẽ test lại cái main mà em thay sang, thì đây là cái bản T-Mobile nhé, và em cũng thay luôn cái lắp lưng luôn, cái lắp lưng này đi kèm với cái main luôn nhé, nó là lắp lưng zin nhé các bác nhé. Đây số email các thứ có trùng với số email ở bên trong máy luôn các bác nhé. Đây số email đây. Đấy thì em sẽ test luôn cho bác xem là cái lớp lưng này nó còn ngon không. Thì thực ra lớp lưng này nó cũng hơi hơi xước xước rồi, nhưng mà vẫn dùng được các bác nhé. Đây đó, thì lớp lưng thì có xước nhé, và được cái thì cái camera cũng cũng vẫn còn dùng được các bác nhé, tại vì bác nào mà thích mua thích 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 cái camera nét tưng ấy, thì bác mua ở trên Shopee tầm 100.000 thôi, về là có camera mới và bác thay vào cũng được. Tuy nhiên thì cái camera này cũng vẫn còn dùng được nha bác nhé, vẫn dùng rất ổn nha bác nhé. Em đã thử rồi, đây thử luôn cho bác xem này. Này mặt trước không cần này, mặt sau đây, đây các bác thấy không, vẫn led tưng luôn đấy, không không như cái lúc trước đâu, đấy led bình thường hết thôi nhá, led tưng luôn, ok các bác. Đấy. Thì em sẽ test qua lại những cái chức năng của cái con máy mà em đã thay sang, thì coi như là tận dụng lại cái màn hình của con này thôi, còn ruột bên trong là mới hết nhé các bác nhé. À, cục pin nữa, cục pin thì cục pin con này thì em thấy là dùng vẫn ổn, khá ổn các bác nhé.
Tuy nhiên thì nó không được ngon đâu, em chỉ thấy nó ở mức trung bình khá thôi, chắc tầm khoảng 85% thôi. Đây thì em sẽ test các chức năng cho bác xem nhé. Thì đây, thì trước tiên là con này là L3 này. Đây, cứ phải cái gì nó phải rõ ràng L3. Và nhiều bác ấy thì cứ nghĩ là L3 là cái hàng loại 3 hay là hàng lởm ấy, thì không phải nhé. Cái L3 này là chứng chỉ Walgreens này thôi, thì nó chỉ liên quan đến việc các bác xem phim thôi. L3 thì xem phim nó chất lượng nó kém hơn thôi. Đấy, thế thôi, nghĩ đơn giản đấy là xong. Thì đây là cái rất tai nghe này. Đây em sẽ cắm vào test hết chữ bác xem. Nhận 50 ohm bình thường các bác nhé. Ok, em sẽ cắm cả máy tính vào đây. Thì cái cổng sạc này em đã vệ sinh lại rồi nhé các bác nhé. Thì giờ nó em thấy nó khá là ngon luôn đấy, không vấn đề gì luôn. Ở chế độ này không nhận nào. Đấy, nhận bình thường nhé. Đấy, thì cái cổng sạc này thì đúng là nó có hơi 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 bị chập chờn một chút. Tuy nhiên ấy, thì là các bác về các bác cắm xong rồi các bác để yên một chỗ thì nó không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, nó có hơi bị một mặt đấy. Đấy, một mặt này phải nhấc lên một tí này thì nó mới ok này. Đấy thì em cũng không thay nữa tại vì nó vẫn dùng được ấy. Và sau này bác nào mà dùng nó không không được nữa ấy, thì mới nên thay thôi, tại bây giờ vẫn dùng ổn. Đấy. Đây là cái sạc 18W này. Đấy. Vẫn có sạc nhanh bình thường các bác nhé. Đó. Đó, sạc nhanh bình thường nhé. Đấy. Hai chiều được sạc nhanh bình thường nhé các bác nhé. Đấy, còn đây là cái cổng sạc 25W thì em vào lên test cho bác. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà dùng cái cổng sạc 25W này này. Đấy, thì nó sẽ đây, một mặt thì nó sẽ hơi bị lỏng này. Đấy, còn một mặt này thì ok này. Đấy, mặt này không lỏng tí nào nhé. Đấy. Không lỏng tí nào. Thì khi mà dùng cái cổng PD không cái 25W này thì nó sẽ cho các bác sạc nhanh hơn nhé các bác nhé. Đấy thì con này đúng là nó sẽ bị chập chờn một mặt. Chập chờn thôi chứ không phải là không sạc được nhé. Chập chờn một chút thôi. Đấy, thì các bác về các bác dùng để im nó một chỗ là vẫn ổn ổn các bạn, không vấn đề gì đâu. Thì tại vì hiện tại giờ thay cái cổng sạc này này là mất những hơn 400 nghìn. Đấy, thực sự nếu mà thay nguyên cái đấy, thay thay nguyên cái cáp ấy, tại vì giờ hàn lại cái cổng sạc em thấy nó không ăn thua cho nên em không làm nữa. Đấy rồi. Tiếp theo là sẽ xem ngoài đang chạy Android mấy nha, đây các bác nhé. Đây, thì con này đã chạy Android 13 rồi. Đấy, em cập nhật lên 13 rồi các bác nhé. Thì em 13 em thấy dùng khá là ổn các bác nhé. Đấy. Các bác nào muốn về lại cũng được nha các bác nhé, không không phải sợ nhé. Các bác dùng Android mà các bác sợ quá. Rồi, em còn cái gì ngoài này em test nốt nào. Ok, và đây là cái wifi đây. Nhận wifi bình thường đây. Đây. Nhận wifi bình thường nhé. Nghe gọi này. Tiệm cận bình thường các bác nhé. Tiệm cận bình thường này. Đấy, tắt wifi này. Nhận 4G bình thường các bác nhé. Đó. Ok, em sẽ vào bên trong test nhé. Đó, ở nhầm. Đây, tiệm cận ánh sáng bình thường nhé. Các phím bấm bình thường hết. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh nhé các bác nhé. Con quay hồi chuyện này bình thường hết nhé các bác nhé. Mic này, bốn cái mic này. Mic dưới ok này. Mic trên này. Ok này. Mic hông này. Ok này. Mic sau lưng ok này. Đó. Không còn là bị sao, không mic là bị sao nhé. Đây, vẫn cứ test lại cái cảm ứng cho các bác xem. Cái cảm ứng con này không vấn đề gì. Ok các bạn. Áp suất thì đương nhiên là không có nha, em sẽ không dựng lại áp suất đâu. Đó. Và đây em sẽ test cho các bác ở cái phần này. Thì đây, Meet Info đây, số email đây. Hoàn toàn không thể dựng nhé các bác nhé.
và pin thì sẽ bằng không thôi. Chỗ này thì đây là test cái màn hình nha các bác nhé, đây cho bác xem kỹ lại cái màn hình, tại vì cái màn hình này thì hoàn toàn là chưa hề lưu ảnh các bác nhé, chưa hề lưu ảnh đâu, chưa hề lưu ảnh, chỉ là nó em thấy cũng nó cũng hơi hơi vàng vàng ở phía trên này hơn một chút nhé, hơn một chút so với dưới, nhưng mà như này em thấy nó hoàn toàn bình thường các bác nhé. Đấy. Ok các bác không phải lo, màn hình con này đẹp. Ok còn cái cổng C này thì em test nãy rồi đấy. Ok các bác còn gì nữa không đấy thì về ngoại hình ấy, ngoại hình thì đây quay lại cho bác một chút nữa, thực sự các bác không quan tâm vì em sợ em có cái gì đó làm nó xước, thì đây cạnh dưới này vẫn có rất là ngon ngon nhá, đấy, gần như không trả xước mấy đâu, bé giờ nhìn thấy đây cạnh phải đây đó rồi, cái trên cũng thế thôi vẫn đẹp nhé. Đấy, cái này thì em đã test ở đằng trước rồi các bác yên tâm nhé. Đấy, thì con máy này là hoàn toàn dùng bình thường các bác nhé, con này thì hiện tại là bản T-Mobile chuẩn hơn rồi, chả có vấn đề gì cả đấy, song sánh các thứ ổn, và ngoại hình chỉ mỗi mặt trước là hơi xấu chút thôi, xấu như nào thì ở trước clip cũng nói rồi, thì con này em bán giá 3,6 củ các bác nhé, thì bác nào mua thì liên hệ với em ở số điện thoại trên màn hình nhé các bác nhé. Rồi ok, test qua cái chức năng cho bác xem để các bác an tâm nhé.